Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel của Tạc Dinh Mi. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục được gặp được nhau trong Ok, thì hôm qua nói chung là mình có một cái vấn đề nó hơi buồn cười một chút. Là mình đã có ra clip mà sao có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, anh ra clip chưa? Anh ơi, sao dạo này anh không ra clip? Dạo này em không coi được gì cả. Cái điều nào là như vậy? Buồn cười à. Ok, thì nói chung thì mình cũng chả biết lý do tại sao là như vậy nữa. Nên dập thời giờ mình đang rất là buồn đây. Ok, nói chung thì chắc là mình phải cố gắng đăng lên YouTube. Giờ này nó ngáo ngáo thế nào, nó cứ ra mấy cái này là sao. Nói chung thì mình phải cố gắng đăng Facebook cho anh em biết quá. Vua hỏi tập nhìn mây. Ok, ngày hôm qua là mình ra tới 4 clip, 2 clip vua tặc và 2 clip game điện thoại. Đây, mình cho bạn coi. Các bạn vào kênh của mình, các bạn vào chỗ video á, là những cái video mới nhất thì nó sẽ cập nhật đầu tiên. Đây, video đây là game Hunter Legend, đảo Tham Lam. Đây là Boruto. Đây là vua tặc nói về những cái update trong tương lai, bật mí. Và đây là Luffy đánh với ông Suzo. Đó, trời, view thế này chơi bời gì trời. Chán thế. Nhưng mà nói chung thì ngày hôm qua cũng những cái bạn mà coi được video của mình ủng hộ mình rất là nhiệt tình, mình cũng rất là cảm ơn các bạn luôn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại làm clip. Anh em xem clip như thường lệ nhớ like, video, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình, giúp mình nhanh chóng lên 10.000 sub nha. Hiện tại thì mình được hơn 8.000 rồi, còn khoảng gần 2.000 thôi. Anh em cố gắng ủng hộ cho mình. Ok, bây giờ thì mình chọn lại cái video này mình coi đó. Rồi, như thường lẽ chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xem clip của mình thì đừng quên những cái thao tác quen thuộc để ủng hộ cho mình, đó là like video, đăng ký kênh, subscribe ủng hộ cho mình nha. Và với cái mục tiêu mà mình chuẩn bị sắp tới mua cái điện thoại mới để mình có thể chơi game điện thoại, thì anh em nhớ click những quảng cáo này ủng hộ cho mình, giúp cho những cái tiêu chí của mình có thể thành công hơn, đạt sớm hơn. Hãy kích vào những quảng cáo này giống như ngày hôm qua các bạn click. Ngày hôm qua các bạn click rất là tuyệt vời, và hôm nay các bạn cũng hãy click như vậy. Và những bạn xem thêm thì click nhiều hơn cũng được nha. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình vào vui tặc đó. Ok, mình rất là cay cú luôn. Tại sao mình ra rồi mà các bạn không biết? Các bạn đăng ký với các bạn phải nhấp vào hình cái chuông nha. Các bạn đăng ký kênh subscribe á, các bạn phải nhấp vào hình cái chuông thì những cái video mình mới ra nó sẽ thông báo cho các bạn biết. Các bạn hiểu không? Nó sẽ thông báo bạn biết liền là vui tặc Jimmy vừa ra clip mới, tên là gì, hình ảnh là gì, nó có đó luôn. Đó, các bạn nhấp vào cái chuông á, nhấp vào cái biểu tượng chuông đó các bạn. Cái chuông á. Ở đây thì nó không có cái chuông ở đây cho nên mình không biết. Hay quá, nên mình phải đăng nhập thì nó mới có được. Rồi, ok. Rồi, không sao, mình nhắc vậy thôi. Đó, anh em nhớ like, subscribe và click quảng cáo như tình nha, giúp cho cái mục tiêu của mình mua chiếc điện thoại có thể thành công. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em của mình thấy ai cũng xài phải ngon mà sao mình xài phải cùi quá. Mình cũng phải mua cái mới thôi. Cho nên anh em phải kích mạnh cho mình nha. Rồi clip đầu tiên thì chắc là mình sẽ đi phó bạn cùng với con tướng ở đó vui vui. Anh em nào nếu có mà con tướng nào hay hoặc là muốn mình đi với tướng nào thì để lại comment cho mình biết, mình sẽ đi nha. Và mình có một điều đặc biệt, đó là mình sẽ đi cùng râu trắng của mình. Đó, các bạn chọn tướng nào thì mình sẽ cùng gọi là song kiếm hợp bích cùng râu trắng, xem thử coi hiệu ứng hiệu lực nó như thế nào. Rồi ok, hôm nay thì mình sẽ quay lại với con tướng huyền thoại nào đây. Anh em đã xíu mình sắp xếp một xíu đã. Cái này được mạnh máy bay chấp bờ đấy bạn, phải đủ thập đủ trăm mạnh mới được. Mình mới được có 13 mạnh, không biết tới già luôn chưa làm được. Cái này tích lũy 5 lần cứ quăng nó đi các bạn, không quan tâm. Mình không quan tâm tới mấy cái đó. Ok. Rồi ok, có vàng về. Ui, trăm vàng, đừng đùa với cái rác vàng. Ôi trời ơi, quá phê các bạn. Vàng mình còn 1.400. Làm ăn gì trời. Quỷ hệ tặc này mình nhận được chưa? Chưa nữa hả? Cày thế. Rồi, mình chọn cho đồng đội luôn nha. Những tướng nào có sẵn trong đồng đội thì mình xài luôn cho nó nhanh chóng và tiết kiệm thời gian và tiền bạc của anh em. Này, Ken à, Chopper nè, Usopp, Senji hả? Hay là mình đi cùng Senji đi. Khi Senji mà xong cái mặt bích cùng râu trắng thì không biết sẽ như thế nào. Ok, vậy thì mình sẽ lấy đồ của Brook sang cho râu trắng. Rồi, cái nhẫn thì giữ im nha các bạn. Và Jimbel của mình thì sẽ chuyển đồ hết cho Senji. Đó, anh Senji đá rất là ghê các bạn. Sinh ra để đá thôi.
sinh ra chỉ là đá thôi, không biết là dòng họ nhà anh có gắn kết gì với đá mà đá chứ đúng rồi. Nhân vật chính ra đây nha. Senzi thì chắc là mình sẽ cho núp ở đằng sau rồi cắt. Và ông ta hay là mình đặt ở trước. Đặt trước luôn như ngại bất bận. Và ba anh em con trai thanh niên này sẽ đi chiến đấu phó bạn cho bạn coi. Rồi ok. Rồi đi phó bạn này luôn nè cho nó phê. Nhưng mà không đi phó bạn hiện tại được nha các bạn. Hiện tại rất là trâu. Mình sẽ đi năm 157 hô đi hóa điên thử coi sao. Này chắc cũng còn hơi trâu ấy, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Rồi đất Ken, quốc ông đất Ken luôn nè. Quốc xong đất Ken xong anh em chúng ta đi uống bị Heliken luôn. Rồi giác do nè. Senji à. Senji dạo này lộng hành lắm. Rồi chúng ta cùng xem coi liệu sự song kiếm hợp bích này sẽ như thế nào. Và chiều cao thì từ thấp tới cao. Chiều cao từ thấp tới cao à. Ôi trời ơi cái gì đây. Nó để cái nhẹ nhàng tình cảm mà Senji của mình nó đã muốn mất hết mẹ máu và đánh đông như nữa. Ôi trời ơi nhập công nguy hiểm vãi. Rồi xong tôi. Hay lắm đá đi. Hay lắm đó. Anh đá là cú đá gọi là cú đá bốc hơi. Cú đá bốc hơi của bốc lửa. Rồi rau trắng mình khá mạnh nha các bạn. Rau trắng đam rất là to và thằng cái gì vậy. Một đệ cái trắng cay. Kinh vôn. Hôm nay ông Nick Ken này có vẻ như uống bia hay là Ken hay nhiều đọc. Cho nên ông lên cơn điên à. Lên cơn điên à. Ui chán được hai em, chán được hai em. Rồi kiếm ánh sáng huyền thoại của Kizaru mà thằng này nó lại đánh được mày ghê chứ. Mày thích chơi tao không? Thích chơi không? Tắt. Em ấy Điên hả? Có bị điên không? Cái bình luận. Good. Đi ra. Không em làm đâu, coi thôi. Mày buồn cười ghê. À, ok vậy là mình không biết tại sao là tự nhiên tem mình chết sạch rồi. Sau một hồi mình tranh cãi với cái thằng bạn của mình thì tem mình đã chết sạch. Và cái con này trắng cay không chết à. Lùi lại thôi anh em ơi, nó quá mạnh đi. Đúng là ông đất Ken hôm nay ông lên cơn điên rồi, ông uống bia thì Ken nhiều quá sao. Mình vừa lùi lại một phó bạn và bây giờ mình sẽ đánh với ông Huizu điên. Đây là Hody điên, bây giờ tới lượt Huizu điên rồi. Rồi ai điên cũng được hết, mình sẽ cân cả thế giới xem sao. Trận này thằng Senji đá được hàng dọc nữa bạn. Mà không biết con nổ thì đá không nữa. Câu kia là nó dạo nổ khủng khiếp. Rồi ok, cú đá đầu tiên là được là bay ra 76k. Chứ sao phải đó là nó nhảy nhép với rau trắng của mình kìa. Rau trắng mình chém cái nhẹ nhàng là được 76k rồi. Rồi xong. Đấy, miễn dịch à. Tại sao rau trắng có thể miễn dịch được dám nổ nhỉ? Cay vãi. Ok, mình không biết là mình có mang cái đó miễn dịch đó. Không có á. Cái này là khả năng tự có của rau trắng. Rau trắng nó là tứ hoàng mà. Ba cái hiệu ứng tào lao đó. Xong. Rồi những cái tia chém mực đen. Những cái tia chém mực đen mình đã thấy rất là nhiều lần rồi. Tại vì mỗi lần kinh vôn. Được đấy. Mấy con chó này đánh tao theo tua như vậy. Trên dây của mình sắp đai rồi. Là theo như mình quan sát và cảm nhận bây giờ thì khi mà Senji đi với rau trắng thì Senji rất là bực bội trong người. Tại vì Senji rất là mê gái mà lại không có gái. Nguyên ông già to thù lù này Senji không làm ăn gì được. Rồi sao. Cho nên Senji rất là cày cú và Senji điên rồi, Senji không đánh nữa. Senji chịu chết luôn. Rồi ok, tuyệt vời. Bỏ tay. Ngon quá anh em ơi, mình không biết tại sao Senji lại độc ác như không giúp mình được cái phương bản. Rồi mình vừa lùi thêm phát nữa và bây giờ mình đã đến tiếp thằng Đô Sinh. Rồi thằng này là thằng ngang. Ông này ông có hai, ông này ông có sắp sức hỗn loạn nữa. Rồi xong tôi rồi. Mình thấy cảm giác là hôm nay mình không chiến thắng được trận nào đó. Rồi chém rất ghê. Xong tôi rồi. Hai thanh niên sâu kiếm hợp bích đã bị hỗn loạn rồi các bạn ơi. No. Đừng làm như thế. What, Senji của tôi? Senji sao mỏng manh dễ vỡ vậy? Nó chém có vài cái à. Rồi, Linho chính của mình rất là trâu, không xin nhê gì đâu. Rồi xong. Mình vừa nói xong Senji nó càng bực mình hơn. Nó kêu hôm trận này cũng chết sớm luôn. Cho mày bớt nói lại. Rồi xong. Ui. Rồi trắng này dạy ngứa cho bọn này. Kinh quá bạn ơi. Mình nói là tụi này rất là trâu, các bạn có thấy sự lợi hại của tụi này chưa? Ngay cả tứ hoàng rồi trắng sự cũng không làm gì được. Hỗn loạn hoài luôn. Hai ông nội kia ông hỗn loạn phải nói chùm server luôn rồi còn gì nữa. CC mấy nhân chơi này chơi kiểu CC đó các bạn.
Đủ chưa? Tụi mày chém tao đủ chưa? Anh là lên cân biên, anh bao cái là chết hết cả tem. Đâu trắng, có nọ. Có nọ rồi. Có nọ chưa? Chưa có. À, chưa có thì chết đi chứ không làm ăn gì nữa. Trời ơi. Căn hình của tôi thảm thương vãi. Mà nhẹp luôn đi. Mình cảm thấy rất là cay cú các bạn ơi. Rồi, để mình coi phản hồi dạo này có gì hot nha các bạn. Các bạn nạp vào 100.000. 100.000 là các bạn sẽ có được những thứ này. À, 125 đã ấn nhân 10 là các bạn được 1.200 nè. Mình sẽ nạp cái 20. Đẹp, mình nạp cái 20 để mình lấy địa hạt Haki các bạn ơi. Dù có 50 thôi nhưng mình vẫn lấy, tại rất là ngon. Được 5.000 đá hải hồn, 10.000 đá năng lượng với lại hai cái này đó, hai cái này là 100 nữa. Trời thơm 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 thơm. Lát nữa mình sẽ có clip nạp cho anh em coi luôn. Đó, các bạn nạp vào các bạn sẽ nhận được coi yeah rồi nha, cái hướng dẫn các bạn nhận coi yeah luôn. Rồi ok, cái này, ok, rất là phê các bạn. Và đó là siêu phê luôn khi mà chúng ta có địa hạt Haki. Rồi ok. Rồi bây giờ đại chiến nhiệm vụ của mình đang có nhiệm vụ hàng ngày nè, cho nên mình làm cũng như hướng dẫn các bạn một lần nữa về cái nhiệm vụ hàng ngày luôn nha. Đầu tiên khi các bạn bật lên á, mục tiêu các bạn phải đặt ra mục tiêu. Đầu tiên các bạn đặt mục tiêu là 120 điểm hay là 127 điểm, mình thì chỉ đặt 120 điểm thôi, cho nên mình không có cần quan tâm tới 127. Còn nếu các bạn đặt 127 các bạn phải làm theo kiểu khác. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm theo kiểu 120 để mình lấy 200 điểm kiêu mộ nha. Đầu tiên thì các bạn cộng cho mình hai lần 30 điểm. Hai lần 30 đầu tiên các bạn cộng mình hai lần 30 điểm là được 60 điểm nè. Được 60 điểm đúng chưa? Sau đó các bạn cộng thêm 20 điểm nữa là sẽ được 80 điểm. 80 điểm cộng thêm 10 điểm là 90 điểm. 90 điểm. Rồi, 90 điểm đó là 90 điểm các bạn sẽ có. Chắc chắn các bạn sẽ có nếu các bạn làm đúng cách. À, từ từ các bạn, từ từ nha. Đổi lại chẳng hình chứ. Không là quên rồi là chết mình. Ok, và xin nhắc lại một lần nữa là mình xin chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xem clip của mình thì đừng quên like video, subscribe và cũng như là đăng ký kênh. Click quảng cáo rất là mạnh cho mình, giúp cho mình nhanh chóng có mục tiêu và mua một chiếc điện thoại mới nha. À, cảm ơn các bạn. What? À, ok. À, bây giờ mình hướng dẫn các bạn như sau. Mình vừa nói với các bạn là 90 điểm chắc chắn các bạn sẽ có nếu các bạn làm đúng cách, cho nên các bạn cứ cộng sẵn 90 điểm đi. Rồi, tức là 120 điểm thì còn 30 điểm nữa đúng không? Còn 30 điểm nữa. Còn 30 điểm nữa thì mỗi nhiệm vụ này các bạn làm 3 điểm thì 10 cái là 30 điểm rồi, cho nên các bạn chỉ cần làm mỗi cái 3 điểm cho mình. Rồi, bây giờ cái đầu tiên á, các bạn nhìn ở chỗ trên đây nè. Đó. Nó bắt các bạn cường quá nè, các bạn thấy không? Ok, anh em đợi xíu nha. Cái này là cường quá, cái này là chấm hỏi chứ là chưa có. Bỏ qua. Nó hướng dẫn các bạn cái gì cường quá thì các bạn làm cái cường quá dưới đây cho mình. Các bạn tìm dưới đây các bạn cường quá, nhưng mà phải cường quá 3 điểm nha. Tại vì mình đã kêu là mỗi cái làm 3 điểm rồi. Làm mới chứ. Rồi, này cường quá có 1 điểm mà hơi dục đi. Đây, cường quá 3 điểm nè các bạn. Cường quá 3 điểm nha. Nhận nhiệm vụ, sau đó bạn đi cường quá. Các bạn nào chưa cường quá full thì mình có thể cường quá. Còn mình thì mình cường quá mấy cái vớ vẩn này thôi. Ok. Hai lần, các bạn cường quá 2 lần là sẽ được. Tiếp theo là sử dụng vàng và nấu ăn. Các bạn thấy nó xuất hiện thêm cái mới chưa? Rồi, sử dụng vàng và nấu ăn. Các bạn cứ chọn một cái nào cũng 3 điểm các bạn làm. Cái này là nấu ăn 2 điểm nè, mình không làm. Làm mới nha. Đây, cái sử dụng vàng này tới 4 điểm lận, rất là thoải mái. Cho nên các bạn chọn, các bạn làm. Ok, các bạn sử dụng vàng theo kiểu nào tùy các bạn nha. Cái này là mình chọn ra khơi. Các bạn còn các bạn thích làm thế nào cũng được. Các bạn có thể nấu ăn, đặt hàng bạn bè một lần một vàng đó. Rồi, mình hoàn thành được một cái sử dụng vàng, sau đó là còn nấu ăn. Tức có nghĩa là mỗi cái 3 điểm, nhưng mà bây giờ mình đã có một cái 4 điểm rồi thì bây giờ mình có thể làm một cái bất kỳ 2 điểm. Đó, các bạn thấy thoải mái chưa? Nấu ăn đâu rồi, hiện tại thì không có nấu ăn ở đây cho nên mình sẽ làm mới. Đây, nấu ăn 4 điểm nữa, trời quá phê, thế này thì dư giả rồi các bạn ơi, không cần quan trọng đâu. Trời, thoải mái. Rồi, ok. Lại có cái 4 điểm nữa. Ngon, ngon. Những cái mà nó nhấp nháy thế này nè các bạn thấy có những cái tia xoay xoay thế này, tức là nó có ở trên đây. Nó có ở trên này cho nên nó mới xoay xoay ở đây. Thì các bạn sẽ chọn các bạn làm tùy vào các bạn thích cái nào nha. Có khi nó xoay xoay tới 2-3 cái rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đặt hàng bạn bè nè. Đó, mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ để các bạn đặt hàng bạn bè rất là phê. Và berry kiếm được rất là nhiều nha. Mà nói thiệt luôn là berry đi kiếm rất là nhiều đấy. Nó ăn 4 điểm nữa, hôm nay mình hên vậy. Thế thì mình lấy 127 điểm luôn nha các bạn. Mình lấy 127 luôn á. Mình nói thiệt là lấy 127 luôn, cái nhiệm vụ đang hên mà. Ok, bây giờ là mình chọn tìm kiếm nè. Và mình nói bạn một cái điều này, tức là trong 10 cái nhiệm vụ các bạn làm thì có một cái các bạn sẽ được làm tự do.
các bạn không cần phải phụ thuộc vào cái agenda, cho nên các bạn cứ chọn một cái nào cũng được, miễn sao nó 4 điểm, nó 4 điểm cao nhất là các bạn làm. Rồi mình sẽ chọn tìm kiếm và tìm kiếm nhanh. Ok man, quá thơ các bạn ơi. Rồi ok. Rồi cường quá 3 điểm nè, làm luôn nha. Mình nghĩ là mình cố gắng thì sẽ được 127 á. Các bạn cùng chờ xem coi mình có đạt được 127 không nha. Rồi ok, xong. Được 86 rồi, 86 bây giờ mình sẽ tính toán, mình sẽ cộng thêm 30 điểm mà chắc chắn mình có, là suy ra mình được 116 điểm, 116 rồi. Bây giờ mình, mục tiêu mình là 127, suy ra là ba cái đó mình phải được 11 điểm, tức là hai cái 4 điểm và một cái 3 điểm. 8 9 11 đúng rồi, gọi là hai một cái 3 điểm và hai cái 4 điểm. Vậy thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm thôi. Còn hai cái cuối cùng thì mình cố gắng được. Đấu trường, nấu ăn và tăng tốc. Rồi mình làm mới nha. Rồi có một cái 4 điểm rồi, thơm quá. Ngon 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 rồi, ngon rồi. Mình có khả năng, thấy có khả năng là mình được 127 rồi đó. Rồi, đấu trường 4 điểm nữa. Đấu trường này mình thì các bạn đánh 3 lần nhưng mà mình đánh thua cho nên mình sẽ hoàn thành bằng 10 vàng luôn cho nhanh, đỡ bị mất công làm. Bây giờ còn cái nấu ăn thôi. Nấu ăn này các bạn bắt buộc phải nấu ăn 3 điểm nha. Rồi, không có nấu ăn luôn. Rồi, nấu ăn 3 điểm ra chuẩn luôn. Hôm nay mình thật là may mắn các bạn ơi. Mình muốn cái gì lại ra cái đó luôn hay sao. Rồi, đủ cái đó, 127 nữa. Đó, bạn thấy chưa? Đơn giản thôi. Cho đó các bạn nha. Các bạn nhớ lĩnh thưởng nha. Lĩnh nhanh, nó sẽ về túi của các bạn. Đó, rất là fair đúng không? Mình thì dạo này mình làm biếng làm cái này lắm. Mình không có ở thời gian on nhiều, nên mình không có làm. Ok. Mấy cái này sao mình nhiều đồ thế? Rồi, mình không nhận chắc nó mất hết. Mấy cái pha lê này nhiều ghê thiệt chứ. Mình không ngờ luôn. Mấy cái nào bán được mình bán thôi rồi. Cái tí bác ma này còn trong kho không? Hết rồi. Đây nè. Ok. Trời, ba cái thứ này mình thật là cây cú luôn á. Công hiến vào đây. Ok. Ra dây nó quẩy cái quay. Ok, hôm nay không có gì các bạn ơi. Rồi, túi mình đã được giải phóng rồi đó. Nhận thôi. Mấy cái này làm chật túi mình quá. Khi nào rảnh mình sẽ làm cái clip mình nói về các bạn thấy cái trái cộng 10 nó như thế nào. Hiện tại trái mình cộng 6. Còn trái cộng 10 nó như thế nào mình rảnh mình làm clip nha. Mình có một cái app của bạn kia có nói với mình, cho nên mình sẽ làm clip cho các bạn coi. Ok, đang nhận á. Trời ơi, cái đầy khủng khiếp luôn. 4 cái này tức là được 12 nguyên liệu cũng khá ngon. Tiếp tục đi. Lâu ngày rồi mình không nhận mấy này, thời gian nó qua là nó mất hết, uổng lắm các bạn. Bại rồi. Bại hoài trời. Rồi vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn làm nhiều hơn ngày rất là hiệu quả đó. Các bạn nào hiểu được nhanh chóng thì bạn sẽ làm được thôi. Cái đó không có gì là khó cả. Các bạn không biết thì nó khó thôi, chứ khi biết rồi thì dễ lắm. Ok. Ba cái vớ vẩn này. Ok, hết rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi clip đầu tiên trong ngày của mình. Nhớ like video nha. Đừng quên những thao tác để ủng hộ cho mình. Anh em xem clip nhớ like, ủng hộ mình subscribe. Và quảng cáo rất là quan trọng, anh em phải click vào nha. Những quảng cáo ở góc này và góc bên phải video, giúp cho mình nhanh chóng đạt cái mục tiêu tăng tiến, gọi là mua chiếc điện thoại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Lát nữa mình sẽ có thêm clip nha. Anh em nhớ theo dõi đầy đủ clip này thì chắc là mình up lên 9:30, 10:30 gì đó. Cứ cách một tiếng mình lại up một clip.